Xin chào tất cả các bạn nhé. Trên tay tôi đang cầm đây là cái bo của máy điều hòa Toshiba Invictor. Đây là cái bo đầu lạnh. Đây là cái bo công suất. Thì với tình trạng cái máy này là cái bo đầu lạnh này thì vẫn lên nguồn vi xử lý hoạt động bình thường. Nhưng bo dần nóng thì có vấn đề. Khi kết nối hai cái bo này vào thì sẽ báo lỗi và đo giao tiếp thì nó mất cái giao tiếp. Thì để xảy ra cái vấn đề mất giao tiếp thì nó liên quan đến rất nhiều cái vấn đề, có thể bản thân coi mà giao tiếp nó lỗi. Có thể phần nguồn của bo nóng nó chưa chạy, có thể vi xử lý nó hư. Có thể mạch giao tiếp bên dần nóng nó hư, một trong hai. Cái phần giao tiếp của hai bo nó hư nó cũng dẫn đến lỗi giao tiếp, bằng cách là chúng ta kiểm tra trên cái đường dây ACN và dây trắng và dây màu cam này, nó phải có cái dao động của hai cái bo giao tiếp. Thực chế với con này thì là mất giao tiếp. Thì thông qua kiểm tra cái bo này. Cái bo này thì thực tế là kiểm tra phần nguồn. Nghĩa là nguồn cấp vào cái bo này chúng ta có thể cấp độc lập cái đường AC ở đây. Hai bo này là cấp độc và đưa AC trực tiếp vào. Không có thông qua bo lạnh đá cho bo nóng và bo nóng đá cho bo lạnh, chỉ có liên quan đến nhau cái dây data và cái đường AC cấp trực tiếp vào. Thì tương tự như vậy có thể chúng ta cấp trực tiếp vào cái bo dần nóng này cũng được, kiểm tra. Thì nguồn xung nó đã chạy, thấy có 12V, đấy, có 15V, có 300V, có 5V. Đấy, đây con 7805 này có 5V. Đây là một người bạn gửi cho mình xử lý cho cái bo này. Thì đây là chia sẻ với các bạn là để tránh cái tình trạng là mình có gửi sửa thì để mình biết được cái bệnh nó như thế nào thì mình gửi sửa để cho nó đạt được hiệu quả. Còn trường hợp như nó mà chết vi xử lý thì để có những cái con vi xử lý để thay vào thì nó rất là hiếm. Trừ phải có một cái bo giống như thế này ta mới lấy được vi xử lý như vậy. Nó là rất là mất việc khi chúng ta gửi đi mà nó lại không có đồ như vi xử lý. Đấy. Thì dựa vào cái mất giao tiếp thì nó nhiều nguyên nhân như vậy. Thì ban đầu là chúng ta phải kiểm tra nó có nguồn chưa đã. Như con này biểu hiện là như con này là mất giao tiếp mà kiểm tra có nguồn. Đấy. Anh em lưu ý rồi. Thì nó sẽ có một và số dạng để thiết kế để nó báo lỗi phần giao tiếp. Đấy, nhưng mà trường hợp xấu nhất là con vi xử lý này hư. Đấy. Một số đời bo dàn nóng của Toshiba, một xã khác thì một số là cái bo mạch bo dàn nóng này nó có cái đèn báo. Tức là khi ta cấp nguồn vào cái bo dàn nóng này này, hoặc cái bo dàn lạnh này, bo dàn nóng này nó có cái đèn báo. Nghĩa là khi nó lên cái đèn báo thì chúng ta biết là có nguồn và vi xử lý nó đã chạy. Còn nó lỗi cái trường hợp lỗi gì thì mình xử sau, nhưng nó phải có cái đèn báo. Nhưng đối với những một số cái bo nó lại không có cái đèn báo, không có cái đèn báo để cho biết là điện nó vào và con vi xử lý nó đã chạy. Đấy. Thường bóng nó vào nó chớp 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 là nó chạy, nhưng những một số cái bo nó không có. Đấy. Thì một số anh em thợ thì một số người vẫn chưa biết về gì, hiểu biết thì về bo thì cũng hiểu là không hiểu được là nó đang hư cái dạng gì. Đấy, rồi gửi đi sửa. Đấy, nó vào cái trường hợp mà con vi xử lý nó chết thì sửa đi gửi đi nó mất việc. Có trường hợp vẫn có để tao đồ thay, nhưng có những con nó không có nha. Thì đối với cái trường hợp thứ nhất đó là đối với cái bo mạch mà bo dàn nóng vi xử lý có đèn báo, nghĩa là báo có nguồn vi xử lý hoạt động, nó chớp cháy lên nhá, thì báo hiệu là có nguồn rồi, vi xử lý đang chạy rồi. Nhưng trường hợp như cái bo này nó có khi nó không có cái đèn báo mà lại mất giao tiếp thì nó còn liên quan đến con vi xử lý này, nó không chạy cũng mất giao tiếp. Đấy. Theo kinh nghiệm khi chúng ta có cái đèn báo thì dễ rồi, không có cái đèn báo. Nếu có cái đèn báo mà chúng ta không thấy cháy cái đèn báo thì chúng ta phải kiểm tra xem nguồn nó có chưa. Đấy. Và cái trường hợp như thế này là nó không có đèn báo. Đấy, mất giao tiếp. Thì theo kinh nghiệm thì cái phản xạ đầu tiên của chúng ta khi chúng ta kết nối cái bo này, chúng ta cấp nguồn vào, đặt ở trường hợp những cái bo nó không có cái đèn báo, chúng ta cấp nguồn vào. Đối với tôi thì kinh nghiệm thì tôi chưa cần đo cái nguồn làm gì là vội. Cấp nguồn một cái tôi chỉ cần lấy tay tôi để sờ vào cái con lưng con vi xử lý này. Đấy. Thì nó có hai trường hợp xảy ra. Có trường hợp là cái con vi xử lý này nó không có nóng,
Và cái trường hợp ta sờ vào ta thấy vừa sờ vào mà ta thấy con xin xử lý này nó chưa, cái bo mạch nó chưa hoàn toàn hoạt động mà thấy nó nóng bỏng tay này, thì chúng ta hiểu được là cái vấn đề là con vi xử lý nó đang bị chạm chập nhá. Đó thì cái phần vi xử lý là chết đến 100%. Đấy, nó chưa hoạt động, mới cắm nguồn một cái nó nóng, sờ tay nó nóng này, có khi nóng bỏng luôn. Thì chúng ta suy ra ngay là con vi xử lý nó đang bị chập nhá. Thế để mình phán bệnh và mình nhận sửa bo hoặc là mình gửi đi thì nó biết được những cái bệnh gì người ta làm được, người ta không làm được hoặc là không có đồ. Đấy, để tránh cái trường hợp mà gửi đi này thì mất thời gian lại tiền cước công việc nhá. Đấy, thì đối với con này, thực tế con này cắm điện vào hai bo thì bo dàn lạnh lên bình thường, bo dàn nóng không thấy hiện tượng gì, không có đèn báo gì cả. Con này không có đèn báo. Đo giao tiếp, mất giao tiếp. Đấy, tôi để tay lên con vi xử lý này hiện tượng thấy nóng bỏng luôn. Suy ra 100% em này lên đường nhá. Thì vi xử lý nó hay chết ở dạng nào? Thứ nhất là chết ở cái dạng quá áp này, quá nhiệt này, và quá ròng này. Thì cái phần lớn thì con vi xử lý nó chết ở cái dạng quá áp, quá điện áp, là cái trường hợp là do nguồn nó vọt lên hoặc là nó chập, đa số là chạm chập, có thể là do linh kiện lâu ngày hoạt động chạm chập, hoặc là can thiệp ở ngoài vào như thạch tùng nhắn mối chui vào làm chạm chập ẩm ướt thì làm nó chập, con vi xử lý này chết. Đấy, còn chết quá nhiệt thì có nhưng rất ít, bởi vì sản xuất con vi xử lý này không cần tản nhiệt, nó đã tính toán rồi nhá, chủ yếu là quá áp. Thì với con này chúng ta nhìn phía dưới ở cái phần mạch tăng áp này chúng ta thấy là nó bị chập này, và có bạn nào đã hàn lại thì đây khả năng là con thạch thùng nó sẽ chui vào, nó nằm ở đây nó làm chập cái mạch quá áp, thông thường nó làm chập cái đường khoảng 12-15V, nó chập vào vi xử lý này, khi này sờ vào nóng bỏng ngay. Ok nhá. Đấy, thì chúng ta lưu ý để chúng ta mà cấp nguồn và mất giao tiếp hoặc không thấy bo này lên nguồn thì chúng ta có thể sờ ngay vào con vi xử lý này. Nếu nó mát bình thường thì lúc đấy nó có thể là nguồn xung chưa chạy, có thể là chưa đủ điều kiện cho con vi xử lý chạy. Đấy, nhưng nếu mà sờ vào cái mà cắm cấp điện không thấy lên đèn mà đời không có đèn thì nữa, chúng ta sờ vào chúng ta thấy nóng bỏng là hiểu rồi nó bị như thế nào rồi đấy, đúng không ạ? Để thông qua cái video này để chúng ta thì với những người là ít va chạm chưa biết, để chúng ta khi chúng ta nhận, người ta biết được cái tình trạng là mình nhận người ta sửa như thế nào và có sửa được không đấy, và trước khi gửi đi để sửa cho nó đỡ mất việc nhá. Thì nhân tiện cái video này tôi xin giới thiệu với các bạn luôn với cái bo này cho anh em nào chưa biết, thì về cái bo này chúng ta có một cái nắm bắt được cái bo này thì chúng ta gặp chúng ta sửa chữa nhá. Đây là cái bo dần lạnh, thì đây là cái chấu và đưa vào 3 dây đen trắng là 2 dây AC và dây đỏ là giao tiếp, đúng không? Cái phần này đi vào đây thì qua cầu chì, qua bộ phận lọc nhiễu, qua điện trở hãn dòng. Đấy, ta sẽ có cầu iốt đây. Đây là tụ 300V cho nguồn xung. Đấy, đây là IC nguồn xung. Đây là con biến áp xung. Đấy, đây con IC nguồn xung nằm ở phía dưới đây. Đấy, cái nguồn xung này lấy ra một cái nguồn 12V. Nguồn 12V lọc trên cái tụ nguồn này. Đấy, và được ổn áp thành 5V. Để nuôi cho vi xử lý thì toàn bộ cái phần này là nguồn xung nhá. Đấy, con IC nguồn xung đây. Tiếp đến chúng ta thấy con photo quang màu trắng này, kết hợp một số linh kiện ở phía dưới. Đây là con photo quang này là của mạch ACS nhé, chăm hẹp. Con photo quang AC, photo quang DC, một số diode điện trở tụ điện, một số con linh kiện này. Đây là mạch giao tiếp, phần này là phần mạch giao tiếp gần cái dây màu đỏ này, con diode này. Linh kiện này là phần giao tiếp của bo dàn lạnh nhé. Đó là phần thứ ba. Phần thứ tư chúng ta thấy đó là gì ạ? Mạch điều khiển quạt. Đây là cái chấu ra quạt này nhé. Chỉ áp photo quang AC. Đấy, một số linh kiện đây là chấu dập quạt, còn cái chấu 3 này là từ hồi tiếp của quạt. Quạt AC có hồi tiếp được rồi. Tới motor cánh vẫy, tới hai con sensor. Đấy, đây là con vi xử lý phía dưới. Con này là vi xử lý, đây là thạch anh. Còn cái đây là toàn bộ cái cấu tạo của cái bò dàn lạnh của Toshiba này. Tiếp đến ta thấy tìm hiểu về cái bo dàn nóng này. Bo dàn nóng này chúng ta thấy là cái đường cấp vào vẫn là dây màu đen và màu trắng, dây giao tiếp là dây màu cam này. Dây màu đen và trắng, dây màu trắng đi thẳng vào tụ bảo vệ có áp, đi vào vận lọc nhiễu cao tần nhá. Đi vào cầu iốt. Đây cầu iốt này. Đấy. Còn dây màu đen đi qua cầu chì, qua lọc nhiễu
đi vào cầu trì qua cái dây vàng này. Rồi thì đây là toàn bộ phần cái phần AC. Rồi đây là phần diode chỉnh lưu. Còn đây tụ là 300V vừa cấp cho công suất và cấp cho nguồn xung nhá. Thì đây là toàn bộ phần AC. Còn đây là cái biến áp xung IC nguồn. Đấy. Cái này lấy ra khoảng độ 3 nguồn. Một nguồn hồi tiếp là 4 15V, 12V và một nguồn khoảng 9V lấy ra 5V, một nguồn hồi tiếp đây. Bốn con diode nhá. Cái phần nguồn xung. Cái đời Toshiba này sử dụng quạt ra dàn nóng, sử dụng quạt AC. Đây là chữ lắp ra quạt AC, tụ khởi động cho quạt AC đây. Rồi, đấy. Tiếp đến chúng ta thấy cái phần là có một con IGBT, một con diode hay là và kết hợp với một số con diode điện trở và con IC đây. Đấy, hai con IC nhỏ. Đây là cái phần mạch tăng áp nhá. Mạch tăng cái điện áp. Là chính vì cái bo này đang bị chập cái phần tăng áp này. Toàn bộ và linh kiện là tăng áp. Đây tiếp đến đây là con IC công suất. Phần công suất đây. Đấy. Phần công suất này nó có mạch quá dòng và mạch bất phà. Đây là con 7805 này, chúng ta kiểm tra xem có cái đường 5V không. Kiểm tra ngay ở cái chân 7805 nhé. Nếu chân này chân ra có 5V tức là nguồn xung đã chạy tốt, có 5V cấp cho vi xử lý nhé. Nó chạy thẳng vi xử lý, chúng ta cần kiểm tra 5V chân ra này thôi. Thì đó là về phần công suất. Tiếp đến chúng ta thấy có hai con sẽ ở cái đời này nó có hai con sensor này. Sensor giàn, sensor block. Đấy. Cảm ơn cái này. Và có mạch van tiết lưu. Tiếp đến là cái khổ con vi xử lý đây. Thạch anh. Và chúng ta để ý cái đời này nó có con IC 4 chân nhỏ nhỏ đây, con IC này IC reset cho vi xử lý nhá. Đấy. Đây là cái điều kiện để chúng ta kiểm tra cái mạch nóng này không có ACDS. Nếu cái mạch bo dàn nóng này mà không thấy chạy, chúng ta kiểm tra thứ nhất là cái nguồn 5V từ con chân 7805 nhá. Kiểm tra con thạch anh nó có dao động đúng trên cái tần số nó ghi không nhá. Thứ ba là chúng ta kiểm tra về con IC reset này có 5V là đưa về vi xử lý không nhá. Đấy. Thì là điều kiện để cho con IC này mở. Nếu ba điều kiện này đủ rồi mà con vi xử lý này cũng không mở không chạy thì nó là có vấn đề con IC này nhá. Thì trường hợp này con này đang bị chập. Và xin nhắc lại, chập vi xử lý nó có phần lớn khi chập con vi xử lý thì thứ nhất là chúng ta sờ vào con vi xử lý này nó sẽ nóng, đó là điều tất nhiên rồi, nó bị chập nó nóng. Và phần lớn khi nó chập thì cái điện áp bị sụt, nghĩa là khi chúng ta thấy nó nóng con vi xử lý này lên, chúng ta đo cái đường 5V nó có khi nó chập xuống nó còn 1-2V nào, có khi gần mất hết vôn. Và con này nó nóng gian và để ý kỹ có thể có vết thủng vết nứt trên con IC vi xử lý này. Và cái trường hợp ít rất ít xảy ra là con vi xử lý nó chết ở cái dạng đứt ý. Nghĩa là đầy đủ hết nguồn việc các thứ mà sờ vào nó cũng không có sinh nhiệt nhưng mà nó không hoạt động. Đấy. Đó là chúng ta loại trừ cái trường hợp là chúng ta kiểm tra hết cái điều kiện rồi. Đấy. Chết ở dạng chập thì nó phần lớn là nó chập và chúng ta sờ nóng và nguồn bị sụt. Còn ở cái dạng con này chết sờ vào thì cũng rất là nóng nhưng đặc biệt đo cái nguồn 5V lại nó lại không bị sụt. Đấy. Nên là có một số cái trường hợp xảy ra ít là nó có chết sinh nhiệt nhưng mà nó lại cái vôn nó lại không bị sụt xuống. Đấy, bằng cách tôi đo kiểm tra đây nó vẫn có đủ 5V mà con này nó nóng nhá. Thì nó chết rất là nhiều dạng để chúng ta phán đoán, chúng ta nhận biết, chúng ta phán đoán để chúng ta bắt bệnh cho nó chính xác nhá. Video này tôi lại xin được dừng ở đây, lại hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nhé. Chào thân ái nhé.